Xin chào tất cả các bác và anh em nhé à, Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác và anh em một cái con đẩy D600 của La Club Một trong những dòng thương hiệu rất là tên tuổi của Canada và sản xuất tại thị trường Trung Quốc anh em nhé à, Đối với dòng đẩy này thì các bác và anh em à, hãy suy nghĩ đến một cái chất lượng Nó ở à, cái tầm như dòng JB hoặc là à, Crown. Đấy, Một trong những dòng thương hiệu của Mỹ cũng sản xuất tại thị trường Trung Quốc Đây là Hàng chính hãng ấy thì những cái dòng đẩy là a club này thương hiệu canada này thì nó sẽ sánh ngang với những chất lượng của những cái dòng đó anh em nhé và đối với những sản phẩm của là a club này thì anh em đầu tiên thì anh em có thể quan sát cái mặt trước này à, được khi mà anh em được tận tay sờ vào con đẩy này, này và tận tay được vặn những cái nút volume này thì chắc chắn là anh em sẽ cảm giác là từ cái nút volume này nó cũng mượt một cách kinh khủng anh em nhé cái nút vặn thôi nó cũng đánh giá một cái chất lượng sản phẩm à, đó được uh, gia công một cách rất là chỉnh chu À, cái một cái con ốc thôi anh em ạ <laughs> đối với những dòng đẩy bình thường thì anh em nhìn con ốc nó cũng khác và cái độ bóng của con ốc cái dòng đẩy này nó cũng khác anh em nhé chất lượng là nó sẽ đi sản phẩm nó chất lượng nó sẽ đi từ những cái con ốc trở đi từ những cái thiết kế trở đi từ những cái chất lượng cái vỏ bên ngoài đây là dòng đẩy của La Club đấy. À, con này thì công suất của nó là 900 trăm một kênh anh em nhé chín trăm một kênh hình thức thì chắc chắn là không thể chê được rồi về hình thức Đấy. Và em cũng chả, với đối với những dòng đẩy mà giá tạo, đâu đó tầm khoảng trên dưới 10 triệu thì nó thật sự anh em là không cần phải mở ra đâu Anh em ạ à, Mở ra cũng chả để làm cái gì cả Vì Với cái tầm tiền đó là nó rất là đẳng cấp rồi, rất là hay rồi Đấy. Hiện tại thì đây nó để hở bên mạch, anh em nhìn sâu vào trong thấy này Đấy. Và đây thì cái hệ thống mặt sau của nó đây Anh em có thể quan sát là hoàn toàn chân là đồng hết anh em nhé Chân này cũng đồng, chân này cũng đồng Toàn bộ là đồng hết nhé Đấy chân đồng toàn bộ luôn chứ không những cái dòng đẩy thông thường là chân hoặc là chân chân mạ hoặc là chân uh, chân sắt nhé yeah. còn đây là hoàn toàn là chân đồng Đấy. đối với dòng đẩy mà nó đắt tiền thì thực sự là từ những cái cái chân này thôi anh em cũng biết là nó chất lượng rồi Đấy. đây hiện tại thì cái cái ổ cắm điện đây đây là bên dưới này có một con cầu chì dưới có một con cầu chì nằm sát đây đó đường ra thì hai một trích, bốn giây đường vào và đường linh đầy đủ các cầu đánh này chống chập chống giò điện này cầu điện này cầu đánh này đây. đây là mã series sản phẩm đây. tất cả những dòng đẩy mà thương hiệu thương hiệu anh em nhé thương hiệu thì bắt buộc phải có mã series sản phẩm vì khi anh em nhập cái mã này vào trang web của sản phẩm trang web của của, của, của hãng thì nó sẽ có cái sản phẩm này mỗi sản phẩm một cái tên một cái mã số anh em có thể quan sát đây cái à, đây là đây là cờ của Canada anh em nhé đấy đây là một cái biểu tượng gọi là Alaska con này thì không cần phải tháo ruột gan làm gì bởi vì cái tầm tiền này chất lượng của nó thì quá là ok rồi một cái nút vặn thôi anh em cũng cảm giác được cái độ trượt của bi nó khác hoàn toàn so với những dòng để thông thường nút nguồn đây một cái nước sơn một cái nước mạ à, nó cũng đã là chất lượng rồi à, đối với dòng đẩy này thì anh em chơi thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng luôn và giá của nó thì không hề rẻ anh em nhé một số bộ karaoke tầm khoảng trên 10 triệu thì con đẩy này nó đã trên 10 triệu mất rồi Đấy. À, quá là ok luôn nhiều bác thì cái cái tầm chi tiêu về kinh tế về âm thanh thì có thể là nó ở cái mức còn là bình dân thì đâu đó các bác sẽ có những cái suy nghĩ là những cái con đẩy một cái con đẩy mà 10 triệu trên 10 triệu thì ai mua phải không ạ không phải thế đâu các bác nhé khi mà người ta ở cái đẳng cấp cao hơn người ta có cái chi phí về chơi cao hơn thì đối với người ta người ta cần một cái chất lượng hơn là một cái cái đủ bộ người ta cần cái chất lượng nên khi mà chất lượng thì bắt buộc phải dùng những dòng đầy này anh em nhé à, đối với những khách mà cần những bộ dàn chất lượng thì bắt buộc phải sử dụng những con đầy cao cấp này Đấy. còn như những dòng đầy của những hãng thông thường mà em vẫn bán cho các anh em cái thì nó chỉ có vài triệu một con đầy thôi Đấy. Đấy, nhưng mà chất lượng thì chắc chắn là không thể so được rồi không thể so được những dòng đầy rồi không thể so được nhưng mà đổi lại thì giá nó cũng không rẻ nên những bác nào mà có nhu cầu sử dụng những hàng thực sự chất lượng thì sẽ đến với là anh em nhé những dòng đẩy thực sự chất lượng, những dòng sản phẩm thực sự chất lượng thì sẽ đến với là Club. Còn ngoài ra thì em cũng có rất nhiều những cái hãng mà ở à cái mức giá bình dân, anh em có thể sự lựa chọn đấy. Còn đối với là Club thì thực sự là giá rất là cao. Nhưng đổi lại chất lượng của nó thì sẽ nó vượt trội anh em ạ. <laughs> Và anh em nào có nhu cầu mà sử dụng những dòng đẩy chất lượng nhé thì có thể sử dụng sang dòng là Club này. Đấy. Chất lượng từ những con đẩy đến chất lượng loa và bên cạnh đó thì là Grab cũng có những dòng bình thường và những bác bình thường nhưng hiện tại đây là những con cao cấp giới thiệu đến cả bác có thể được chiêm ngưỡng được tham khảo được trải nghiệm thôi còn những bác thực sự mà cần những bộ dàn chất lượng thì mình sẽ chơi sang những cái con đẩy này còn những bác mà cần những bộ dàn mà nó ở à, cái mức giải trí bình dân gia đình thì nó không nhất thiết phải dùng những con đẩy như này em nhé và giá của nó thì không phải rẻ đâu Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé và cái những con đẩy này thì sẽ được ghép vào những cái bộ karaoke tầm khoảng năm sáu triệu thì mới dùng được những con đẩy như này vâng xin chào tất cả các bác nhé và anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em để sử dụng những cái sản phẩm của La Garnap Canada này anh em nhé và xin chào hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo